Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái câu nói hay. Và câu nói hay của ngày hôm nay á, là tôi coi được, thay vì coi trong cuốn sách mà 8780 câu nói mà hay á, thì tôi lại xem được từ cái Facebook có tên là Iron Will Project. Cho các bạn nào mà vào cái kênh này mà xem á, tôi nghĩ là nó có những cái video ngắn, short thôi, dưới 1 phút, nhưng mà nó được làm dàn dựng rất là công phu, và từ hình ảnh cho tới những cái câu nói của nó được chắt lọc rất là kỹ càng và rất là hay, và tôi nghĩ là nó cũng rất là hữu ích để cho các bạn có thể xem để phát triển cá nhân của mình, phát triển cái cuộc sống của các bạn. Ok, thì cái câu nói mà ngày hôm nay tôi nghe trong cái video này mà tôi muốn đem đến cho các bạn đó, nó là nó liên quan tới cái sự thay đổi, liên quan tới sự thay đổi, các bạn biết không? Và nó nói là như vậy nè, tức là cái điều hiển nhiên nhất trong cái cuộc sống này là cái sự thay đổi, nghĩa là change is inevitable, nghĩa là nó không, nó là bất di bất diệt, sẽ không bao giờ có được cái ngày hôm nay lại. Bởi vì ngày hôm nay nó trôi qua thì ngày mai nó đến, ngày mai nó trôi qua thì ngày mốt nó đến. Cho đó cái thời gian nó cũng thay đổi, cái khoảnh khắc bạn nghe cái video này thì bạn đã mất đi trên cuộc sống của bạn một cái khoảnh khắc, nó vừa mới trôi qua nhé. Thì làm sao để bạn có thể gọi là thích nghi được với cái sự thay đổi, điều đó cực kỳ là quan trọng. Thích nghi là một chuyện thôi nha các bạn, mà cái vấn đề là các bạn làm sao phải đáp, gọi là đáp lại được với lại cái yêu cầu của sự thay đổi đó, và sao các bạn có thể dẫn lối cho các bạn để mà hướng đến cái việc là mình luôn luôn sẵn sàng cho cái sự thay đổi, cái sự đổi mới. Mình nhìn thử hết trong các cái hành trình phát triển của con người chúng ta đi. Đấy. Cái sự sống của chúng ta này, đó là cái quá trình liên tục đổi mới trong cái phương pháp tiếp cận cuộc sống, đổi mới trong làm mới mẻ con người của chính mình, đúng không? Ông bà đầu tiên chúng ta thì đổi mới từ cái vị trí này qua vị trí kia để đi tìm những cái mảnh đất gọi là vùng đất hứa, màu mỡ hơn, trù phú hơn, có thể trồng trọt, có thể có nhiều thú vật, có nhiều cây cối, có nhiều hoa quả để chúng ta có thể tồn tại được. Ông bà chúng ta vượt sóng, vượt đại dương để tìm những cái vùng đất mới ở đó mà chúng ta có thể an cư, có thể lạc nghiệp được. Rồi chúng ta lập gia đình, tạo ra gia đình mới, chúng ta thay đổi mỗi ngày để cái gia đình chúng ta nó có thể hạnh phúc hơn, nó êm đẹp hơn, cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó cũng tăng, gọi là nâng cao hơn, đúng không? Công việc cũng vậy, khách hàng của chúng ta cũng cần có sự thay đổi, đòi hỏi cái thị trường nó cũng luôn luôn gọi là volatile, nó lúc lên lúc xuống như vậy, và chúng ta muốn thích nghi được với cái sự thăng trầm của cái môi trường, của cái thị trường, thì chúng ta cũng phải thay đổi, đúng không? Thay đổi cái kiến thức của ngày hôm qua, thay đổi những cái mối quan hệ từ cái level này, cái tầm này lên những cái tầm cao hơn nữa, thay đổi những cái kỹ năng của chúng ta của ngày hôm qua để thích ứng được với những cái kỹ năng kế tiếp, những cái kỹ kế tiếp mà thị trường nó đang cần, cái công việc nó đang yêu cầu là những cái kỹ năng nào mà chúng ta, là tôi và bạn, cần phải thay đổi đó. Rồi chúng ta làm sao thay đổi cái tư duy, cái mindset của mình, là cái nhận thức của mình để mình sẵn sàng mở mở ra đón nhận những cái mới mẻ. Ok, rồi thì nó nói là các bạn phải tập cho mình mỗi ngày làm những điều mà các bạn không muốn làm đó các bạn, tức là làm những cái điều mà các bạn không muốn làm, chứ không phải là các bạn làm những cái điều mà các bạn chưa từng làm. Không muốn làm là bởi vì sao? Bởi vì sự thay đổi nó đến không phải như là chúng ta mong chờ, chúng ta muốn. Chúng ta đâu có mong chờ cái sự thay đổi, đúng không? Ai cũng muốn mọi thứ nó được bình ổn, nó ngày hôm nay nó giống như ngày hôm qua, giống như ngày mai, như dạng như vậy. Tại vì trong cái sự thay đổi, trong những cái yếu tố bất ngờ đó, chúng ta không biết trước được là cái gì nó sẽ xảy ra, cho nên an toàn nhất là để cho mọi thứ nó nằm yên như ngày xưa, như ngày hôm qua, như trước đây. Nhưng mà cái điều đó là một cái gọi là viển vông. Bởi vì á, cái sự thay đổi nó, như tôi nói lúc đầu, nó là inevitable, là nó là hiển nhiên nó sẽ xảy ra những cái sự thay đổi như vậy. Và chúng ta để thích ứng được, để dẫn đưa lối cho mình hướng về cái sự thay đổi cho bản thân mình, để dẫn đầu cái ngọn sóng, thì chúng ta phải bắt mình làm những cái việc không muốn làm,
là do những cái things mà mình không gọi là you don't want to do. Ví dụ thậm chí gặp những con người chúng ta không muốn gặp đó, để cho chúng ta có cái cảm giác là ok, nó khó chịu, nó bức rứt khi phải ngồi dành thời gian của mình nói chuyện với những con người như vậy. Đọc những cái tư liệu mà chúng ta không thích đọc. Ví dụ như ngày xưa tôi nghĩ là tôi là người rất là kém về sinh học. Cho đến một hôm tôi kêu là ok, tại sao bà xã mình thích môn sinh học, tại sao con gái của mình lại thích môn biology, môn sinh học, và tại sao mình lại không thích. Thế là tôi mới đi mua một mớ những sách về biology, nghiên cứu về di truyền, nghiên cứu về bộ não này, nghiên cứu về những cái gì đó liên quan tới quá trình gọi là evolution, là quá trình tiến hóa của loài người này mà đọc. Và càng đọc như vậy tự dưng lại phát hiện đó là mình có cái đam mê tìm hiểu thông tin về những cái lĩnh vực này, mình có cái sở thích về nó, và mình có khả năng kết nối thông tin đó đa chiều như vậy để đan xen những thông tin như vậy đi vào trong cái cuộc sống của mình, đi vào trong những cái lĩnh vực mà mình đang làm. Thậm chí ví dụ như là tôi học về sinh học đi, tôi học về bộ não đi, nó giúp cho tôi hiểu được là tâm lý học của con người nó biến chuyển như thế nào, làm sao tôi có thể áp dụng nó trong quá trình mà đào tạo và phát triển gọi là những khách hàng của mình, những cái người nhân viên của khách hàng của mình, nhân viên của mình, thậm chí là phát triển cái năng lực của chính bản thân mình, của con mình, của vợ mình, nhận dạng những người xung quanh của mình đó, các bạn thấy không? Hay là ví dụ như ngày xưa tôi rất là ghét cái môn lịch sử. Tôi cảm giác học cái môn đó nó nặng nề suốt ngày, là ngày tháng năm rồi những cái diễn biến xảy ra lịch sử, và tôi nghĩ là ok, nếu nhưng mà cần thiết thì chỉ cần là lên những cái nền tảng như là Google, như là Microsoft để mà searching, để tìm kiếm những thông tin liên quan tới yếu tố lịch sử như vậy, thì việc gì phải nhồi nhét vào đầu mình những cái thông tin về lịch sử, những cái thông tin mà có thể dễ dàng tìm trong vòng vài nốt nhạc. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc về lịch sử, bắt đầu đọc về cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, đọc về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, xem những cái tư liệu về đó, tự nhiên mình cảm giác một cái quá trình phát triển của loài người nó hào hùng, nó thăng trầm, mà bao nhiêu câu chuyện xảy ra, và tự nhiên nó lại giúp cho mình hiểu được là thế giới này mình thật may mắn như thế nào, đang sống trong một cái xã hội nó bình yên, nó không có chiến tranh, nó không có loạn lạc. Và mình cảm giác là mình trân trọng cuộc sống này hơn rất là nhiều, may mắn hơn rất nhiều người bạn của tôi đang ở Ukraine hàng ngày phải chật vật với cuộc sống, chật vật với cuộc chiến, hay là những người bạn của tôi đang ở Nga ngày này qua ngày kia cũng không biết được là cuộc chiến giữa Nga với lại các nước cường quốc trên thế giới tới khi nào nó sẽ kết thúc để họ có được một cái cuộc sống nó về kinh tế nó an toàn, nó êm đẹp và tốt lành cho mọi người, đúng không? Đó, cho nên là hãy tập cho mình làm mỗi ngày những cái việc mà bạn không muốn làm. Bởi vì khi bạn tập như vậy, bạn ở tâm thế là sẵn sàng cho cái việc đón nhận cái sự thay đổi. Bạn welcome nó, bạn chào đón nó, bạn hy vọng là với những cái việc mà bạn làm như vậy đó, bạn sẽ sẵn sàng, bạn sẽ sẵn sàng đón đầu và dẫn lối cho cái hành trình thay đổi của bản thân của mình. Bạn quen rồi, bạn quen với cái sự không thoải mái đó, bạn quen rồi, bạn quen với cái sự thay đổi, với ngột ngạt của cái mới mẻ, đồng thời cũng quen được với cái sự là vỡ òa khi bạn nhận được cái mới mẻ đó cho bạn được những cái gì tốt đẹp, những cái gì bạn chưa từng có, những cái gì bạn chưa từng biết, những cái gì bạn chưa từng nghĩ đến. Nó sẽ phải nằm ở ngoài cái vùng an toàn của các bạn, nằm ngoài cái vùng mà các bạn biết, nằm ngoài trong những cái kiến thức mà các bạn đã từng nhồi nhét vào trong cái đầu óc của mình, những cái kinh nghiệm các bạn đã tích lũy được trong hành trình của mình, những con người mà các bạn đã kết nối được trên cái hành trình phát triển của bản thân mình. Thì bây giờ để có thêm được những cái mới nữa, để có thêm những cái gì nó newness, những cái gì nó lạ lẫm, những cái gì nó có thể giúp bạn đang ở đây lên một cái tầng mây mới, lên một tầng cao mới, đòi hỏi bạn phải có kiến thức mới, kỹ năng mới, kinh nghiệm mới, con người mới, câu chuyện mới. Thì nó chỉ có thể xảy ra khi bạn đón chào và dẫn lối cho mình trên cái hành trình đi tìm những cái mới đó, những cái sự thay đổi đó. Hãy làm quen với cái việc làm những cái thứ bạn không thích, và khi đó thế giới của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Thì câu hỏi của tôi dành cho các bạn ngày hôm nay để chốt cái video này á, là nếu như chọn một thứ mà bạn không thích làm để làm ngay bây giờ, ngay khoảng cách này, bạn sẽ làm cái gì? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho những gì tôi làm. Và
hy vọng tiếp tục được đồng hành với các bạn trong những video kế tiếp. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.